Trong ký ức của nhà báo đất mỏ Đỗ Kha thì mảnh đất Bình Liêu của 30 năm trước thật khắc nghiệt và khó khăn. Có ai đó đã nói Bình Liêu ở Quảng Ninh như Tây Bắc của Việt Nam vậy, xa, lạnh với những dãy núi dài trùng điệp. Đâu đó là những bản làng người dân tộc khuất lấp dưới những tán cây hoặc ven sườn núi. Mùa lạnh thì càng khắc nghiệt và thỉnh thoảng lắm mới thấy màu vàng của mùa lúa chín trong bạt ngàn màu xanh xám. Nhưng hôm nay, đến mảnh đất vùng biên này đang vào mùa lúa, đang là mùa vụ và trải dài khắp là màu vàng của những bậc thang lúa chín. Đâu đó tô điểm là màu đỏ của những chiếc mũ trong trang phục dân tộc Dao. Họ chiếm đa số trong 96% dân tộc thiểu số ở Bình Liêu. Vẫn giữ nguyên bản phương pháp cũng như dụng cụ làm việc, từ cách cắt, gom và buộc từng đụn nhỏ, cả cách tập trung và thu hoạch theo nhóm trên những thửa ruộng. Cứ 3 đến 5 người dàn hàng ngang và cắt lúa, cần cù như đàn kiến. Vụ mùa là lúc cả gia đình đều ở trên ruộng từ sáng tới tối. Những ngôi nhà lợp ngói âm dương nhuộm màu thời gian, những thửa ruộng bậc thang đẹp quyến rũ uốn lượn làm mê hoặc lòng người. Bình Liêu vẫn còn giữ được vẻ nguyên sơ và khiến ai đã đến thì cứ muốn ở lại mãi. Nhưng lại có một Bình Liêu rất khác, một nhịp sống hối hả và mới mẻ như mạch ngầm chảy xiết. Sự chuyển mình của một huyện vùng biên đang diễn ra với những cung đường trải nhựa cả vài chục km. Những chuyến hàng đầy ắp, những âm thanh sôi động của hàng trăm người làm việc tấp nập ở vùng cửa khẩu Hoành Mô này. Những ngày này, thường có 20-30 chuyến xe hàng từ khắp nơi về đây để hàng nghìn tấn hàng hóa xuất qua biên giới nước bạn Trung Quốc. Chẳng khó để nhận ra nhiều bà con của các dân tộc như Tày, Dao, Sán Chỉ cùng làm việc dịch vụ bốc xếp hàng hóa. Một sự chuyển dịch cơ cấu việc làm rất lớn, bởi với đa số bà con các dân tộc thì lên rừng làm ruộng là tập quán và thói quen hình thành từ bao đời. Với họ, việc đi làm thuê hay dịch vụ bốc vác, làm việc theo hình thức tổ, đội và theo quy trình, quy định là rất lạ. Nhưng khi có cơ hội và thấy được lợi ích cũng như sự thay đổi từ nguồn thu này, thì cả 6 xã vùng biên đều tham gia.
một ngày ở cửa khẩu Hoành Mô mình thì có khoảng bao nhiêu xe công tơ này đến để bốc dỡ hàng? Báo cáo anh là nó cái này nó cũng không cố định là ngày nào cũng như ngày nào, mà có những ngày thời tiết thuận tiện. Ở đây thông thường là từ khoảng 30 đến 40 công, đấy là những cái thời điểm mà có hàng nhiều thì nó là như vậy. Thế còn bình thường cũng như ngày hôm nay thì ở cái khu vực cửa khẩu Hoành Mô này thì nó chỉ khoảng độ dưới 30 công. Em thấy ở đây có rất nhiều bà con mà làm cái dịch vụ bốc xếp này thì ở đây có khoảng bao nhiêu bà con tham gia ấy? Vâng, báo cáo với anh là nếu như bà con ở đây là cũng lại phụ thuộc theo cái lượng hàng hóa, lưu lượng hàng hóa thì thông thường là nếu những hôm như thế này thì nó rơi vào khoảng tầm trên dưới 300. Đến lúc nào đông nhất thì khoảng bao nhiêu? Đông hơn thì có thể lên đến 500. Đây là bà con dân chủ yếu là dân địa phương, cơ bản là người dân tộc. Gồm những dân tộc gì ạ? 6 xã biên giới, trong đó là có cả người Dao, người Tày, người Thán Tử. Vâng. Cái thu nhập của họ ở đây có tốt không anh? Báo cáo anh là thu nhập của bà con đây nếu như mà đấy anh nhìn đây này, kéo những cái xe như thế, nặng như thế, thế nhưng mà một ngày nếu như mà làm việc thuận tiện, không bị mưa lũ thì cũng có thể thu nhập từ được mỗi một người đấy thì khoảng 200. Có những gia đình là hai vợ chồng. Đấy, và cũng có những gia đình là có thể là thêm cả con lớn nữa thì có thể là thành 3 người. Đấy, thì một tháng mỗi gia đình ở đây như thế thì thu nhập phải được đến hàng chục triệu ấy anh ạ. Vâng. Trước đây đây thì dân bà con ở dân biên giới thì chủ yếu là đi làm nương làm rẫy lên rừng thì thực sự nói là cuộc sống rất vất vả. Thế nhưng mà từ khi cửa khẩu mở phát triển được, kinh tế có hàng hóa giao lưu là bà con đi làm như này, ngày có thể có gia đình thu nhập tháng có thể thu nhập hàng chục triệu thì đương nhiên là cuộc sống thì tôi nghĩ là được cải thiện, là bà con bây giờ cũng vất vả hơn nhiều. Mà đã tạo được việc làm cho đến hàng 500 người, tức là có thể là đến 500 hộ đấy, gia đình có thêm thu nhập nữa. Vâng đấy, cũng chính vì cái lý do đấy là tôi nghĩ là cái cửa khẩu là nó là một cái để đóng góp cho bà con xóa đói giảm nghèo cũng rất là lớn. Qua cái phát triển dịch vụ như vậy thì gần 1.000 người lao động đã có việc làm thường xuyên ổn định tại khu vực biên giới, làm các cái dịch vụ để bốc xếp vận chuyển hàng hóa qua khu biên giới. Qua đó thì góp phần rất là quan trọng cải thiện cái đời sống cũng như thu nhập của các gia đình và đã dần dần cũng xóa được đói nghèo. Về thực chất thì sau khi mở cửa khẩu ra thì cái việc mà tiêu thụ những hàng nông sản, đặc biệt là những cái nông sản mà đặc sản của Bình Liêu được tiêu thụ rất là tốt và mở ra một triển vọng rất lớn cho cái việc mà phát triển các cây nông nghiệp đặc sản. Ở đây là như Bình Liêu là tập trung vào phát triển các loại cây như là cây hồi, cây quế, cây sở là những cái loại cây mang tính chất đặc sản của địa phương, và sau khi mà có cửa khẩu thì cái giá trị kinh tế của các loại cây trồng này được nâng lên rất cao, bởi vì là rất là sau khi mà thông thương hàng hóa như vậy thì cái tiêu thụ hàng rất là mạnh, đặc biệt là những cái cây đặc sản. Những năm gần đây thì tốc độ mà giảm nghèo hàng năm đạt từ khoảng độ 10 đến 20%. Ở một góc khác của cửa khẩu, chúng tôi vừa tò mò vừa thú vị với hình ảnh những người phụ nữ Dao ở tổ đội bốc xếp với trang phục truyền thống. Một hình ảnh đẹp mà lạ, thấy trong mỗi nụ cười, ánh mắt của họ là sự hứng khởi. Bởi lẽ có công việc ổn định và thu nhập tốt mỗi ngày là điều trước đây không bao giờ nghĩ tới. Cả năm chỉ trông vào vụ lúa, vụ hồi, vụ quế. Này với nguồn thu nhập từ dịch vụ cửa khẩu thì cuộc sống hàng ngày không phải lo. Mùa vụ và thu hoạch từ rừng sẽ là của để dành cho những việc lớn như xây nhà, mua xe máy hay dồn tiền cho con cái đi học xa. Chiếu Văn Lệnh là tổ trưởng của một tổ bốc xếp 20 người. Toàn bộ bà con đều là người cùng thôn và đa phần là phụ nữ tham gia. Hỏi mới biết là phụ nữ thì đi làm dịch vụ, đàn ông thì đi làm rừng hồi, rừng quế. Một sự phân công lao động thật hợp lý và thức thời. Xóa đói giảm nghèo cho bà con, ngoài việc mở ra cơ hội việc làm, còn có cả việc thay đổi nếp nghĩ, cách tổ chức cuộc sống và bố trí phân công lao động từ mỗi gia đình nhỏ để họ hiểu cũng như thực hành, và quan trọng là thấy được lợi ích, kết quả được soi chiếu từ chính sự thay đổi về chất,
trong mỗi gia đình. Cuối năm 2015 đến 2016 này là có cái công ty thương mại này là giúp tạo điều kiện được cái việc để làm thì bà con cũng thu được phần nào để về trang trải gia đình. Có cái biên phòng hải quan cũng tạo điều kiện cho dân ở trên vùng cao xuống làm thì cách đấy cũng hơn 2 cây số, thì bà dân tộc Dao mà có công việc làm như thế này nó rất vui. Bởi vì nó thu nhập được tháng đều, công việc đều thì cũng được khoảng 3-4 triệu, 5 triệu. Đấy, nó cũng thu được về để cho chi tiêu với gia đình, cho con cái được học này, mua sắm này. Còn đám lúc để mua ít rau về, thịt về cho các con nữa. Thì, so với trước đây khi mà chưa có cái công việc dịch vụ ở cửa khẩu này? Mấy năm trước cách đây khoảng tầm 4-5 năm vẫn còn rất khó khăn. Dân tộc Dao này nó ở vùng cao mà chưa có công việc làm, mà cũng chưa tìm được cái công việc để làm thuê mà kiếm việc làm rất khó khăn. Thì có lúc có khoảng tầm tuần mới được bữa thịt ăn, có nhà gia đình khoảng tháng chỉ tầm 2 bữa thôi, thì rất khó khăn. Mà từ năm 2015 đến nay thì cũng nói chung là được hơn năm rồi, thì cũng tìm được cái công việc để tạo điều kiện cho cái dân đi làm. Và hôm nay anh em làm thì mỗi người làm 3 xe thì cũng mỗi người được 150 thôi, thì anh em cũng cầm để về mua thịt đấy chứ. Tập trung đi anh ấy, khẩn trương để con về. Tối mua em kia nào. Đi đây anh em, đi anh em. Lấy tiền xong xong ra để anh em chưa lấy tiền hết vào đấy. 150 nha anh em nha. Mua ít thịt về cho các con gia đình nhá. Không cho thêm à? Thế thôi. Thì không đủ cho công nhân. Tại sao lại chồng mà vẫn phải đưa tiền cho vợ thế? Không chung một... Không, để vợ đi mua rau trước đấy. Chỉ ra em đói ở ngoài đấy là được nó tiện hơn. Thì nó còn xuống quán đấy chợ mua thịt. Chúng tôi tò mò và quyết định theo chân vợ chồng Lành về nhà. Những dải mây lãng đãng dưới núi, sau cơn mưa, con đường về thôn chiều biên giới thanh bình và lãng mạn. Họ chở nhau mỗi chiều về sau một ngày lao động vất vả, nhưng niềm vui và hạnh phúc thì thấy rõ trên nụ cười của người vợ. Cuộc sống của họ đã thay đổi nhiều rồi. Hai đứa con, một học ở xa, một chưa về. Giống như những gia đình công chức ở những thành phố, mua mớ rau lạng thịt, rồi trở về nhà nấu cơm, cho gà ăn, làm việc vườn tược. Một cuộc sống yên bình và ấm áp. Năm nay bình liêu được mùa, nhà Lệnh cũng được mùa, tính ra cả vụ cũng được gần 3 tấn thóc. Và như anh nói thì thừa ăn, khác xa với cách đây gần chục năm khi cả gia đình còn ở trên núi. Đây cũng là thành quả mà huyện ủy Bình Liêu cố gắng nhiều năm để nâng cao đời sống bà con bằng cách di dân từ các vùng cao, giao thông và điều kiện khó khăn xuống các vùng đồng bằng và nhiều đất để canh tác, cũng như đường xá thuận tiện,
gần bệnh viện và trường học, giúp địa phương quản lý nhân khẩu cũng như chăm sóc đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội. Thật sự lúc đấy tôi rất khó khăn và cũng gia đình thật sự chưa sắm được một cái gì. Mà từ cỗ cái công việc ấy làm thì thỉnh thoảng cũng một tháng đi khoảng tầm làm tầm 20 ngày. Đấy. Thì cũng kiếm được một ít tiền, hai vợ chồng kiếm ít tiền về cho con cái đi học, mua quần áo, sách vở, xong là mua sắm gia đình. Tính từ làm hơn 2 năm cũng được khoảng 30 triệu. Thì cũng trang trí cho gia đình, mua sắm, mua tivi, mua xe máy, mua đồ dùng như nồi cơm điện này, xong là bàn ghế thì cũng sắm được khá nhiều về, nói chung là cũng phát triển được kinh tế trong gia đình cũng được ổn định hơn. Bữa cơm chiều ấm cúng của ngày hôm nay ở nhà Lành làm chúng tôi thấy vui, bởi nhờ có sự thay đổi của địa phương về chính sách, của bà con về nhận thức và cùng quyết tâm, thì cái nghèo khó sẽ chỉ là ký ức. Đến Bình Liêu mùa này, chắc không thể không bị thu hút bởi sắc trắng của hoa sở, bởi sự tinh khiết và nổi bật của nó. Đã có lúc bà con nơi đây chặt phá hàng loạt để trồng cây khác thay thế. Nhưng cửa khẩu mở ra và cơ hội lại đến, biến loại cây từ gần như không có giá trị thành cơ hội đổi đời và là đặc sản nổi bật của huyện, là quyết tâm lớn và hành động của người dân và lãnh đạo huyện. Dầu sở được ép từ quả hầu như không lúc nào cung đáp ứng được cầu. Những cảnh sở chi chít nụ hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Người dân nơi đây cho biết đã lâu rồi giá sở mới lại cao thế, hoa sở mới lại sai thế. Thiên nhiên ưu đãi cho người dân nơi đây. Cùng với đó, cây hồi cây quế cũng là thế mạnh vốn có của vùng đất này. Phát triển song song kinh tế biên mậu và đặc sản địa phương, như chúng tôi hiểu là cách đi bằng hai chân và phù hợp với điều kiện và tính chất của địa phương. Chẳng gì bằng thúc đẩy chính thế mạnh của người dân bản địa và phát huy nguồn lực, thế mạnh chính nơi này thì xóa nghèo và làm giàu mới là hiện thực. Chẳng thể ngờ khi lần đầu được tận mắt, tận tay với những quả sở, bởi nó giống như những hạt dẻ khô vậy. Kỳ lạ là khi ép ra, nó có thành phần và giá trị tốt như dầu ô liu. Trong thành phần có nhiều loại axit tốt cho cơ thể và tiêu hóa, giảm béo và còn nâng sức đề kháng cho cơ thể. Bình Liêu hiện nay mỗi năm thu hoạch khoảng 400 tấn quả. Trước đây chỉ xuất thô, nhưng hiện nay nhân dân đã tự ép dầu và bán ra thị trường.
Bây giờ Bình Liêu mình là toàn trồng sở này hả cô? Vâng. Bây giờ đang đến mùa ra hoa đấy nhỉ? Vâng, sắp ra rồi. Cái này là có chỉ để ép dầu hay là làm gì nữa hả cô? Để ép dầu đó. Mà cháu nghe thấy nói là giá cao lắm à? Vâng, cái này giá cao đấy. Bao nhiêu tiền một cân ạ? 20 mấy nghìn một cân. Thế còn nếu là dầu? Dầu thì 100, 200 mấy. 200 mấy một lít dầu á? Một lít dầu ấy. Ui. Ăn chúng này, ăn chúng bụng rồi. À, nhanh lói này, ăn được nhiều cơm, nhiều cháo. Ủa, này. Bây giờ là sợ béo thì này. Ai muốn ăn nhiều đâu? Không. Nhưng mà tức là cái này xong rồi người ta ép ra thành dầu. Ờ, ép ra thành dầu ấy. Nhà cô có trồng nhiều không ạ? Có vừa vừa thôi. Những năm vừa rồi thì nhà cô được bao nhiêu? Cũng được hai mười mấy bao như thế về. Mười mấy bao? Ừ. Mỗi bao bán được bao nhiêu tiền? Cũng không biết được, nếu tính ra mới biết. Có được giá thì được nhiều, ít giá thì không được giá. Hai mươi mấy nghìn một cân đúng không? Nhưng mà chỉ mỗi năm này được thế thôi, mỗi năm không được đâu. Mỗi năm không được 20 nghìn. Tức là năm nay nó đang được giá đấy ạ? Đấy, năm nay được giá, năm nay được 20 nghìn. Mỗi mùa sở được giá, cửa khẩu hàng hóa giao thương tấp nập, cộng với rừng hồi, rừng quế, phủ xanh khắp mảnh đất hoang sơ mà đầy tiềm năng, đang cùng tạo nên một mùa xuân ở nơi được gọi là Tây Bắc của vùng đất Quảng Ninh, với tên gọi Bình Liêu.